Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái hiệu ứng như cái này. Đây là cái ảnh, đây là cái video nhé. Video short hoặc là video TikTok ấy, người ta hay chèn cái kiểu cái khung màu màu ấy ở bên dưới ấy. Sau đó là đè cái chữ lên trông cho nó nổi bật ấy. Thì làm cái này trong Filmora 12 rất là đơn giản nhé. Để mình chỉ cho các bạn. Cái này làm theo yêu cầu của bạn Hiếu Nguyễn. Ok, đây là Filmora 12 của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái dự án tỷ lệ 9:16 để cho TikTok hoặc là cho YouTube Short ấy. Tạo đây, ấn New Project. Tiếp theo là mình sẽ thêm một cái video vào, thêm đại một cái video bất kỳ vào nhé. Ví dụ cái video này chẳng hạn, video của mình. Ok, sau bạn kéo cái video của mình xuống. Keep Project Setting. Bây giờ thì để thêm nhé, để tắt cái này đi, tắt tiếng đi. Đây, video linh tinh thôi, chả có gì cả. Quay ngay iPhone, đâm ra đưa vào edit thì nó hơi giật. Thì để mà thêm cái kiểu cái viền viền ở ngay đây nhé, thì các bạn chỉ việc thêm cho nó một cái bảng màu. Để thêm bảng màu ấy thì các bạn đi đến phần Stock Media nhé. Trong phần Stock Media này, sau các bạn chọn tiếp vào phần Film Stock này nhé. Chọn tiếp là vào phần Film Stock. Các bạn có thể chọn là Solid Color hoặc là Gradient Color tùy. Ví dụ mình sẽ chọn là Gradient Color. Ok, ở trong phần Gradient Color này thì bạn có thể chọn bất kỳ cái màu nào nhé. Trừ mấy cái màu mà có cái nút kim cương hồng ấy ra nhé. Ví dụ màu này chẳng hạn, bạn kéo bạn thả nó xuống. Đặt nó ở trên nóc cái video của bạn nhé. Sau đó bạn kích chuột phải, bạn chọn Crop to Fit để cho nó tràn cái màn hình ở chỗ này nhé. Đây, bây giờ như này, tức là bây giờ nhưng mà bây giờ nó đã che mất cái video của bạn rồi. Thì bây giờ bạn chỉ việc thêm cho nó cái mặt nạ, cái mask ấy. Thì bạn có thể kích đúp vào cái gradient color này, sau bạn chọn tiếp vào phần mask này. Trong cái mask này thì bạn chọn cái linear này nhá. Cái này nó chỉ cần một cái vạch này. Chọn cái này. Ok. Kích đúp và chọn, sau đó bạn kích vào đây, bạn xoay, xoay tròn nữa. Đây kích vào cái chỗ này để bạn xoay. Xoay này. Cho nó chéo chéo này. Và bắt đầu bạn kéo xuống đây. Ok, như vậy là xong rồi, thêm vào đây rồi. Thì bây giờ bạn kéo cái này cho nó, cái mép này nó hơi bị kiểu mờ mờ ra. Ok, thế là được rồi. Kích vào ok và bạn kéo cho nó cái màu này cho nó hết cái video của bạn nhé. Đó, như vậy là xong rồi. Và bây giờ nếu như mà bạn thích thì các bạn có thể thêm chữ vào chỗ này. Ví dụ mình sẽ thêm chữ, mình ấn vào text nhé. Quick text. Ok, đây là cái chỗ text here này. Mình sẽ đánh vào đây. Xin chào các bạn. Ok. Ok. Và bạn kéo cái chữ này xuống đây. Thực ra thì bạn thích viết cái gì thì viết. Và các bạn có thể format cái chữ ở đây, thích thì thêm cái format vào. Ok, thế đơn giản thế thôi. Đấy là cách để thêm cái hiệu ứng gọi là màu mè ở trong Filmora 12 theo yêu cầu của bạn Hiếu Nguyễn. Mình hy vọng là video này hữu ích các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì comment bên dưới nhé. Tuần sau mình sẽ làm video hướng dẫn trả lời các bạn. Tuần này vẫn đang ốm, đơn giản là hơi mệt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.